con sẽ theo ngài. Dù ngài đi đến đâu con cũng sẽ theo ngài. Con sẽ theo ngài. Bạn không nhầm đâu. Đây là các bà sơ đang hát tốt ca ở tu viện. Một nơi thánh thần như vậy, sao lại trở thành thời thượng hợp mốt đến vậy? Mọi chuyện bắt đầu từ Delores. Delores từ nhỏ tính cách đã độc lập. Lúc lên lớp, cô giáo hỏi ai biết hết tên của các sơ không? Tốt, em nói đi. Lưu Đức Hoa, Lý Minh, Trương Học Hữu, Quách Phú Thành. Cô giáo vô cùng tức giận. Gỗ mục không thể khắc được, lớn lên chắc chắn không có tiền đồ. Nhưng ngạn ngữ có câu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Chuyện sau này ai mà biết được chứ? Quả nhiên, Delores lớn lên trở thành một ca sĩ phòng trà. Thật có mắt nhìn người. Nhưng nếu vì điều này mà khinh thường cô ấy thì quá là nông cạn. Bởi vì sau ánh đèn sân khấu, cô ấy còn là nhân tình của chùm xã hội đen. Chùm xã hội đen tất nhiên rất hào phóng, động tí là tặng cho Delores áo lông chồn. Nhưng nói thật, nó rất đẹp. Trời ơi, là tên của vợ hắn ta. Cha mẹ ơi, lấy áo của vợ mặc rồi tặng cho nhân tình. Tên này cũng biết chơi đấy. Điều này khiến Delores rất tức giận, cầm áo lông định đi tính sổ với ông chùm. Kết quả, lại thật trùng hợp, lại bắt gặp hắn ta đang xử lý một tên phản bội. Em yêu, có chuyện gì vậy? Áo lông có vấn đề gì sao? Gì nhỉ? Áo lông này đẹp ghê, em chỉ muốn đến cảm ơn anh thôi. Tối gặp lại nhé. Ông chùm nào phải kẻ ngốc. Delores đã tận mắt chứng kiến hắn giết người đó. Hắn liền gọi đệ tử đuổi theo. Cũng may Delores nhanh nhẹn, sau khi rời khỏi sòng bạc liền chạy đến đồn cảnh sát. Sau đó, cô đã báo cảnh sát về chuyện vừa rồi. Cái gì nhỉ? Cô là bạn gái của tên đó nhỉ? Chuyện này, nói thế nào nhỉ? Tôi đã sớm không mặn mà gì với tên đó rồi. Cảnh sát nói họ đã điều tra ông trùm từ lâu rồi, nhưng vẫn luôn không có bằng chứng gì cả. Vốn dĩ có hai nhân chứng, nhưng sau đó lại biến mất. Nếu như cô có thể ra làm chứng, không phải chứ? Biến mất là sao cơ? Chính là linh kiện của họ đều được vứt ở mọi nơi ấy. Chính là linh kiện của họ đều được vứt ở mọi nơi ấy. Nhưng cô yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bảo vệ cô. Câu này của anh không đáng tin cho lắm, nhưng Delores cũng không có cách khác, đành nghe theo sắp đặt. Vì để bảo vệ sự an toàn cho Delores, cảnh sát đưa cô đến một tu viện nữ kín, đóng giả thành một nữ tu. Không thể không nói, cách này rất tuyệt vời. Nhưng không ngờ mẹ bể trên không đồng ý. Nơi này của chúng tôi rất thuần khiết, cô ấy sẽ không khiến nơi này bị quấy rối chứ. Bên cảnh sát nói sẽ cho chúng ta một khoản tiền trợ cấp. Được thôi, đã quen với việc sống tự do, đột nhiên phải trở thành một nữ tu, rõ ràng có rất nhiều thứ không quen. Đây là cái gì vậy? Món ăn các cô ăn cũng dở quá đi. Có lẽ cô muốn bị cấm ăn nhỉ? Cấm ăn á? Không không, tôi không muốn. Cho thêm chút muối vào là được. Cấm ăn? Đừng, không được lấy đĩa của tôi. Tuy không được ăn cơm, nhưng vẫn phải làm việc. Delores vì quá đói nên đã trộm ăn một trái cà chua, còn bị một tu nữ khá lớn tuổi phát hiện. Đó chưa là gì cả, chuyện khiến cô không chịu được nhất là 9 giờ phải đi ngủ. Bình thường giờ này mới là lúc cô bắt đầu sinh hoạt đó. Xong đời rồi, phải dậy lúc 5 giờ sáng, còn phải nghe đám tu nữ này hát không ra hát, khiến tinh thần cô bị dày vò kinh khủng. Thân thể cũng vậy luôn. Vài ngày sau, Delores đã mệt như cún vậy. Nhưng có lẽ cô cũng không biết. Thực ra, cún không biết mệt. Delores không chịu được nữa, lén gọi điện thoại cho cảnh sát, nói rằng cô muốn rời khỏi nơi đáng sợ này. Nhưng tất nhiên cảnh sát không đồng ý. Cảnh sát còn dọa cô, nếu đổi nơi khác sẽ rất dễ bị lộ. Nhưng Delores thật sự không chịu nổi nữa. Nhìn thấy quán bar phía đối diện, tuy không thể rời đi, nhưng qua bên đó thư giãn một chút chắc không vấn đề gì. Nhưng cô không hề biết, có hai nữ tu khác cũng bám theo cô đi vào quán bar. Bước vào quán, người trong quán đều nhìn cô như khỉ. Nữ tu bây giờ cũng thời thượng vậy sao? Thấy có tên lưu manh muốn tán tỉnh cô, anh để tôi ngồi đàng hoàng không được à? Lấy cho tôi một ly rượu size 82 năm đi. Rượu còn chưa kịp lên, người chị em của cô đã bước vào. Hai cô gái này vô cùng hưng phấn. Lớn như này rồi mà chưa được vào chỗ này bao giờ đâu, còn lắc lư theo nhạc nữa chứ. Nhìn còn tưởng hai cô gái ấy là khách quen đó. Kết quả sau khi hai về, trùng hợp bị mẹ bể trên bắt gặp. Mẹ bể trên rất tức giận, bắt Delores tham gia vào ca đoàn. Mỗi ngày đều phải ở đó luyện tập, không được đi đâu hết. Được lắm, phạt đúng chỗ rồi đấy. Không cẩn thận lại còn đấu một trận nữa đó. Cô gái mới vào kia, sao cô không hát? Tôi không biết mà, tôi nghe trước đã. Lúc này, có một cô gái lắm mồm. Nghe nói, Delores trước kia là ca sĩ đó. Gì cơ? Trước kia cô là chỉ huy hả? Chỉ là chơi bời chút thôi. Lời này khiến chỉ huy không vui. Cô có ý gì? Mẹ bể trên bảo cô đến thay tôi đây à? Ô, thật thế sao Delores? Chỉ huy thật tốt quá. Chúng tôi đang cần người giúp đỡ. Cô đã nghe chúng tôi hát bao giờ chưa? Chúng tôi hát kém lắm. Cầu xin cô đó, nếu cô đã có bản lĩnh như vậy, thì cô chỉ huy đi. Chuyện này, vậy cung kính không bằng tuân lệnh. Thành thật mà nói, Delores cũng rất có năng lực. Đơn giản mà nói là như thay đổi luôn giọng vậy. Sau khi được trải nghiệm một lần, Delores cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Ca đoàn dưới sự chỉ đạo của cô cũng trở nên hoàn thiện hơn nhiều. Không còn nhàm chán nữa, Delores thậm chí còn thay đổi cả phong cách của ca đoàn. Thêm vào những yếu tố đang thịnh hành hiện nay, hiệu quả phải nói là quá tốt.
thu hút được cả nhóm nhạc đường phố. Sau khi hát xong một bài, cả hội trường ít người đều đứng dậy vỗ tay, trừ mẹ bề trên. Sau khi kết thúc, mẹ bề trên lại giáo huấn Delores một trận, nói rằng cô xúc phạm thượng đế, nhưng cha xứ lại rất hài lòng, còn nói phải tận tay viết một bức thư cho giáo đường, khen cách cô quản lý ca đoàn, khiến tu viện sắp đóng cửa vẫn được tiếp tục. Delores cũng vì thế mà được nước làm tới, đề nghị các nữ tu cũng nên được rời khỏi giáo đường thăm thú, dùng hành động để giúp đỡ những người khác. Cha xứ đang vui mừng nên đã đồng ý thay mẹ bề trên. Không thể không nói, đây là quyết định rất đúng đắn, không những đem đến nhiều niềm vui cho nữ tu, mà còn nâng cao được sức ảnh hưởng của tu viện. Người đến viện càng ngày càng nhiều, ngay cả đài truyền hình cũng đến phỏng vấn. Cho đến một ngày có hợp sướng, phía dưới đã không còn chỗ để ngồi. Nếu buổi sáng ngủ nướng thêm 2 phút thôi, đến nơi đã không tranh được chỗ rồi. Theo cách nói bây giờ, thì chính là tu viện côn đó. Cha xứ lại thông báo một tin vui. Giáo hoàng rất tò mò về ca đoàn của chúng ta, nên muốn đến xem tận mắt. Nhưng mẹ bể trên lại tạt một gáo nước lạnh, nói rằng giáo hoàng đến bọn họ phải cẩn thận một chút, đừng có huýt sáo hay những thứ vớ vẩn nữa. Chúng ta nơi đây là giáo đường, là nơi của thượng đế có biết không hả? Nhưng giáo hoàng đến là để xem huýt sáo mà. Truyền thống nghe lúc nào trả được, mẹ bề trên cũng không ép, nói vậy chúng ta biểu quyết đi. Đồng ý hát truyền thống mời giơ tay, đồng ý tiết mục theo Delores mời giơ tay. Mà bên phía cảnh sát, phát hiện có một thanh tra tha hóa trong chính đơn vị. Đây có gì đáng nói đâu, hắn có tiền mà. Nhanh chóng gọi điện cho ông trùm. Đợi đến khi cảnh sát biết được đã không kịp ngăn chặn rồi, chỉ có thể bay đến tu viện ngay thôi. Nhưng lại chậm mất một bước, lại còn mua một tặng một nữa cơ. Delores vì không muốn nữ tu bị thương, trong lúc đợi đèn đỏ đã đẩy cô ấy xuống xe. Nữ tu báo rằng Delores đang gặp nạn, chắc chắn là phải cứu rồi. Nếu không, vị trong bức tường kia sẽ không tha cho họ đâu. Nhưng Delores bị bắt đến một thành phố khác, bọn họ cần phải ngồi trực thăng. Phi hành gia nói rằng họ có nhiều người như vậy, nể mặt thượng đế chỉ lấy 1.500 USD thôi. Các nữ tu không có lương, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Nhưng cũng đừng lo lắng, con người có thể cảm hóa mà. Đừng trách phi hành gia không giúp chúng ta này. Khi anh ấy bị xét xử, đừng đẩy anh ấy xuống địa ngục luôn. Nếu anh ấy đến chữa trị, ví dụ như ung thư hay đau đầu gì đó, đừng khiến anh ấy tuyệt vọng. Tôi phục rồi, lên trực thăng đi. Còn Delores lúc này, vì ông trùm là giáo đồ của đạo, mà Delores lại mặc trang phục nữ tu, ông trùm không thể xuống tay, chỉ có thể ra lệnh cho đàn em xử lý. Nhưng ai mà không là giáo đồ chứ? Cả hai đều sợ mang tội. Vậy phải làm sao? Chúng ta đếm đến 3 rồi cùng bắn nhé. Nếu thật sự trầu trời thì cũng có bạn. 2, 3. Sao mày không bắn? Mày cũng có bắn đâu. Thế là hai tên đó lại nghĩ ra một cách, chính là cởi bộ đồ nữ tu của Delores ra. Nhưng Delores cũng rất thông minh mà, ngay lập tức quỳ xuống cầu khấn. Và thế là Delores chạy trốn khỏi sòng bạc. Lúc này các nữ tu cũng đuổi đến, bọn họ bắt đầu chia nhau ra tìm Delores. Kết quả tìm đến mệt, liền dừng lại chơi đùa một lúc. Làm gì vậy? Mau đi theo tôi. Cuối cùng bọn họ cũng tập hợp lại đầy đủ, dựa vào bộ quần áo giống nhau mà làm đối phương hoang mang. Kết quả hoang mang thế nào? Bọn họ cũng tự làm mình hoang mang luôn, bị ông trùm bắt vào một phòng trống. Nhưng ông trùm là giáo đồ đó, tên thông minh kia, mày lên đi. Lão đại ơi, không được đâu, họ là nữ tu đó. Thế là cả ba lại đùm đẩy nhau. Cảnh sát cuối cùng cũng đến kịp, để xem lần này còn đùm đẩy nữa không. Sau khi ông trùm bị bắt đi, Delores cũng đến xin lỗi mọi người trong tu viện. Nhưng mẹ bể trên không trách cô, buổi biểu diễn ngày mai vẫn cần có cô đó. Con sẽ theo ngài, vì khi ngài cho con thấy tình yêu, dẫu cho biển khơi có sâu, dẫu cho non cao, cũng chẳng thể khiến con rời xa. Tình thương cha, tình thương cha, tình thương cha. Cho dù ngài đi đến đâu con cũng sẽ theo ngài. Sẽ theo ngài, sẽ theo ngài, con sẽ theo ngài. Cho dù ngài đi đến đâu, dẫu cho biển khơi có sâu, dẫu cho núi có cao, chẳng khiến con rời xa, con sẽ theo ngài. Cho dù ngài đi đến đâu, dẫu cho biển khơi có sâu, dẫu cho núi có cao, chẳng khiến con rời xa.